Phẩm Bồ Tát Ca Diếp, phẩm thứ 12, phần 3. Thiện nam tử, những chỗ sai khác phân biệt biện giải như vậy là cảnh giới của Phật, không phải chỗ biết của hàng thanh văn duyên giác. Như ai đối với những điều sai lầm nói trên tâm nghi ngờ, may ra còn có thể phá hoại được phiền não kiên cố như núi Tu Di. Nếu ai sanh tâm quyết định tin chắc những điều ấy thì gọi là chấp trước. Bồ Tát Ca Diếp lại thừa hỏi Bạch Thế Tôn, thế nào là chấp trước? Phật dạy: Thiện nam tử, những người sanh tâm quyết định tin chắc như vậy, dù được nghe biết những điều ấy từ người khác, hoặc tự tìm học trong kinh điển, hoặc được người khác gia công dạy bảo, nhưng đối với những điều đã tin chắc thì vướng mắc không thể buông bỏ, đó gọi là chấp trước. Bồ Tát Ca Diếp lại thừa hỏi: Bạch Thế Tôn, chấp trước như vậy là thiện hay bất thiện? Phật dạy: Thiện nam tử, chấp trước như vậy không thể gọi là thiện. Vì sao vậy? Vì không thể phá tan được các mối nghi ngờ. Ca Diếp lại thừa hỏi: Bạch Thế Tôn, những người sanh tâm quyết định tin chắc như vậy vốn không có lòng nghi, sao nói rằng không thể phá tan các mối nghi ngờ? Phật dạy: Thiện nam tử, phàm người không có lòng nghi chính là đang nghi mà không biết đó thôi. Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, như vậy nếu có người bảo rằng vị Tu Đà Hoàn không đọa vào ba đường ác, hẳn phải gọi đó là người vướng mắc có lòng nghi. Phật dạy: Thiện nam tử, đó gọi là có lòng tin quyết định, không phải là có lòng nghi. Vì sao vậy? Thiện nam tử, ví như có người trước đã nhìn thấy người ta và cây cối, về sau khi đi đêm trông thấy ở xa có một cái cây đã bị đốn ngang, bèn sanh lòng nghi hoặc, không biết đó là hình người hay thân cây. Thiện nam tử, như người trước đã được thấy các vị tỳ kheo phạm trí, về sau khi đi đường trông thấy một vị tỳ kheo từ xa, liền sanh lòng nghi hoặc, không biết đó là tỳ kheo hay phạm trí. Thiện nam tử, như người trước đã nhìn thấy bò và trâu, về sau khi thấy một con bò từ đằng xa, liền sanh lòng nghi hoặc, không biết đó là bò hay trâu. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh trước có được nhìn thấy hai vật khác nhau thì sau đó mới sanh lòng nghi. Vì sao vậy? Vì trong lòng không biết rõ, ta không hề nói phân biệt hai điều khác nhau, rằng vị Tu Đà Hoàn có đọa vào ba đường ác và không đọa vào ba đường ác. Như vậy người mà ông nói đó làm sao lại sanh lòng nghi? Bồ Tát Ca Diếp bạch rằng: Thế Tôn, như lời Phật dạy, trước phải được nhìn thấy hai vật khác nhau rồi sau mới sanh lòng nghi. Nhưng có những người khi chưa được thấy hai vật khác nhau cũng sanh lòng nghi, đó là nói điều gì? Chẳng hạn như Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, ví như có người đi đường gặp dòng nước đục, dù trước đó chưa từng thấy nhưng cũng sanh lòng nghi, không biết dòng nước này sâu hay cạn, người ấy chưa từng thấy vì sao lại sanh lòng nghi? Phật dạy: Thiện nam tử, Niết Bàn là rất khổ, không phải Niết Bàn tức là khổ. Chỗ thấy của tất cả chúng sanh đều có hai loại: thấy khổ và thấy không khổ. Khổ và không khổ đó là đói khát, lạnh nóng, hờn giận, vui mừng, ốm bệnh, an ổn, già nua, trai tráng, sanh ra chết đi, trói buộc, giải thoát, lìa xa người yêu thương luyến mến, gần gũi kẻ oán ghét thù nghịch. Chúng sanh thấy vậy rồi liền sanh lòng nghi, liệu có sự xa lìa rốt ráo những khổ não ấy chăng? Vì thế mà chúng sanh đối với Niết Bàn có sanh lòng nghi. Như ông hỏi rằng người ấy từ trước chưa từng thấy dòng nước đục, sao lại sanh lòng nghi? Người ấy không đúng. Vì sao vậy? Người ấy đã từng thấy sự việc tương tự ở nơi khác rồi, nên ở nơi chưa từng đến mới sanh lòng nghi. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi: Bạch Thế Tôn, trước đây khi thấy chỗ sâu chỗ cạn, người ấy đã không sanh lòng nghi, vì sao nay nhìn thấy lại sanh lòng nghi? Phật dạy: Thiện nam tử, vì là nơi chưa từng đi qua nên mới sanh nghi, vì vậy ta có nói không biết rõ nên nghi. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, theo như lời Phật dạy, nghi tức là vướng mắc tức là nghi, đó là nói hạng người nào? Phật dạy: Thiện nam tử, đó là những kẻ rất mất căn lành. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, những hạng người nào có thể dứt mất căn lành? Phật dạy: Thiện nam tử, có những người thông minh lanh lợi, trí tuệ sáng suốt, khéo biết phân biệt, nhưng một, lìa xa bạn tốt; hai, không nghe chánh pháp; ba, không khéo suy xét; bốn, không thực hành đúng pháp. Những người như vậy có thể dứt mất căn lành. Ngoài bốn điều vừa nói, những người này trong lòng còn tự suy xét rằng không có vật bố thí. Vì sao vậy? Bố thí tức là lìa bỏ tài vật. Nếu việc bố thí có quả báo nên biết rằng người bố thí thường phải nghèo khốn. Vì sao vậy? Vì hạt giống và quả của nó là tương tự nhau, cho nên nói rằng không có nhân không có quả. Nếu người nói không có nhân quả theo cách như vậy, đó gọi là dứt mất căn lành.
Hoặc có người lại suy xét rằng người bố thí, người nhận bố thí và tài vật bố thí, ba điều ấy là vô thường, không lúc nào trụ yên. Nếu không trụ yên sao có thể nói được đâu là người bố thí, là người nhận bố thí, là tài vật bố thí. Nếu không có người nhận bố thí, làm sao có được quả báo? Vì nghĩa ấy nên không có nhân, không có quả. Nếu người nói không có nhân quả theo cách như vậy, nên biết rằng người ấy có thể rất mất căn lành. Hoặc có người lại suy xét rằng, trong khi người thực hành việc bố thí, dùng đến năm sự bố thí, người nhận bố thí rồi, có khi làm điều thiện, có khi làm điều bất thiện. Nhưng người đã bố thí lại không nhận được quả thiện hay quả bất thiện. Như lẽ thường ở thế gian, do hạt giống sanh ra quả, quả ấy lại tạo thành hạt giống. Nhân tức là người bố thí, quả tức là người nhận bố thí. Nhưng người nhận bố thí không thể dùng những pháp thiện hoặc bất thiện để làm cho thí chủ đạt được quả báo. Vì nghĩa ấy nên không có nhân, không có quả. Nếu người nói không có nhân quả theo cách như vậy, nên biết rằng người ấy có thể dứt mất căn lành. Hoặc có người này suy xét rằng không có vật bố thí. Vì sao vậy? Vì vật bố thí là vô ký. Nếu là vô ký, làm sao có thể được quả báo thiện? Không có quả báo thiện tức là vô ký. Nếu tài vật là vô ký, nên biết rằng không có quả báo thiện ác, cho nên không có việc bố thí, không có nhân, không có quả. Nếu người nói không có nhân quả theo cách như vậy, nên biết rằng người ấy có thể rất mất căn lành. Hoặc có người lại suy xét rằng bố thí là ý niệm. Nếu là ý niệm thì không nhìn thấy, không có đối tượng, không thuộc pháp hình sắc. Nếu không phải là hình sắc, làm sao có thể bố thí? Cho nên không có việc bố thí, không có nhân, không có quả. Nếu người nói không có nhân quả theo cách như vậy, nên biết rằng người ấy có thể dứt mất căn lành. Hoặc có người lại suy xét rằng, nếu người bố thí vì hiện tượng Phật, thiên thần, hoặc vì cha mẹ đã qua đời mà làm việc bố thí, ắt không có người thọ nhận. Nếu không có người thọ nhận, lẽ ra không có quả báo. Nếu không có quả báo tức là không có nhân. Nếu không có nhân tức là không có quả. Nếu người nói không có nhân quả theo cách như vậy, nên biết rằng người ấy có thể dứt mất căn lành. Hoặc có người lại suy xét rằng không có cha mẹ. Nếu nói cha mẹ là nhân của chúng sanh, là bậc sanh ra chúng sanh, thì theo lý phải thường sanh mãi, không có sự dứt mất. Vì sao vậy? Vì nhân là thường có. Nhưng vì không thường sanh mãi, nên biết rằng không có cha mẹ. Hoặc có người lại suy xét rằng không có cha mẹ. Vì sao vậy? Nếu thân của chúng sanh là nhân nơi cha mẹ mà có, lẽ ra mỗi người đều phải có đủ hai căn nam nữ. Nhưng vì không có đủ hai căn, nên biết rằng chúng sanh chẳng phải nhân nơi cha mẹ mà có. Hoặc có người lại suy xét rằng chẳng phải nhân nơi cha mẹ sanh ra chúng sanh. Vì sao vậy? Trước mắt nhìn thấy chúng sanh không giống hệt cha mẹ, như về thân thể, hình sắc, tâm tánh, cách đi đứng, cho nên cha mẹ chẳng phải là nhân sanh ra chúng sanh. Hoặc có người lại suy xét rằng tất cả những thứ thế gian gọi là không được phân làm bốn loại. Một là vì chưa sanh ra nên gọi là không, như khi đất sét mới nhồi thành khối chưa có công dụng của cái bình. Hai là diệt mất rồi nên gọi là không, như khi cái bình đã bể nát thì không gọi là có cái bình. Ba là khác biệt nhau nên có cái này thì không có cái kia, như trong con bò không có con ngựa, trong con ngựa không có con bò. Bốn là hoàn toàn không có nên gọi là không, như sừng thỏ, như lông rùa. Cha mẹ của chúng sanh cũng vậy, đồng với bốn loại không có ấy. Nếu nói rằng cha mẹ là nhân của chúng sanh, khi cha mẹ chết sao con không nhất định chết theo, cho nên cha mẹ chẳng phải là nhân sanh ra chúng sanh. Hoặc có người lại suy xét rằng, nếu nói cha mẹ là nhân của chúng sanh, lẽ ra phải thường nhân nơi cha mẹ sanh ra chúng sanh, nhưng lại có những loài do biến hóa sanh ra, do ẩm ướt sanh ra, vì thế nên biết rằng chẳng phải nhân nơi cha mẹ sanh ra chúng sanh. Hoặc có người lại suy xét rằng chúng sanh là tự có, chẳng phải nhân nơi cha mẹ mà sanh ra lớn lên, ví như loài chim khổng tước nghe tiếng sấm mà sanh chim con, như loài chim thanh tước, chim mái uống nước mắt chim trống mà sanh chim con, như loài chim mạng mạng, chim má nhìn thấy chim trống múa mà sanh chim con. Khi đang khi suy nghĩ những điều như thế, nếu không gặp được bậc thiện tri thức, nên biết rằng người như thế có thể dứt mất căn lành. Hoặc có người lại suy xét rằng thế gian hoàn toàn không có quả báo thiện ác. Vì sao vậy? Vì trước mắt thấy có những chúng sanh thực hành đầy đủ 10 điều lành, vui thích làm việc bố thí, siêng tu công đức, nhưng lại mang nhiều tật bệnh nơi thân, tuổi trung niên chết yểu, hoặc hao tổn tài vật, vướng phải nhiều sự lo âu buồn khổ. Lại thấy có những chúng sanh làm đủ 10 điều ác, tham lam bủn xỉn, ganh ghét đố kỵ, lười nhác trì trệ, chẳng tu mọi pháp lành, nhưng lại được thân thể an ổn không bệnh,
mạng sống dài lâu, được nhiều tiền của, không gặp phải những lo âu sầu khổ. Vì thế nên biết rằng không hề có quả báo thiện ác. Hoặc có người lại suy xét rằng, ta tưởng nghe các bậc thánh nhân dạy, có người tu thiện khi mạng chung thì phần nhiều đọa vào ba đường ác. Có những kẻ làm ác khi mạng chung lại sanh vào cõi người, cõi trời. Vì thế nên biết rằng không hề có quả báo thiện ác. Hoặc có người lại suy xét rằng, lời dạy của tất cả thánh nhân phân làm hai loại. Một là nói rằng kẻ sát sanh được quả báo thiện. Hai là nói rằng kẻ sát sanh chịu quả báo ác. Vì thế nên biết rằng lời dạy của bậc thánh là không nhất định. Nếu lời dạy của bậc thánh đã không nhất định, ta làm sao tin tưởng nhất định? Vì thế nên biết rằng không hề có quả báo thiện ác. Hoặc có người lại suy xét rằng trong khắp thế gian không có bậc thánh nhân. Vì sao vậy? Nếu là thánh nhân ắt phải đạt được chánh đạo. Tất cả chúng sanh đang khi có đủ phiền não tu tập chánh đạo, nên biết rằng những người ấy cùng lúc có cả chánh đạo và phiền não. Nếu cùng lúc có cả hai, nên biết rằng chánh đạo không thể phá trừ phiền não. Nếu không có phiền não mà tu chánh đạo thì chánh đạo ấy có tác dụng gì? Như vậy với người có đầy đủ phiền não thì chánh đạo không thể phá trừ, với người không có phiền não thì chánh đạo ắt là vô dụng. Vì thế nên biết rằng trong khắp thế gian không có bậc thánh nhân. Hoặc có người lại suy xét rằng vô minh làm duyên cho hành, cho đến sanh làm duyên cho giả chết. 12 nhân duyên ấy tất cả chúng sanh đều có đủ. Tánh của tám thánh đạo là bình đẳng, nên lẽ ra tất cả chúng sanh cũng đều có đủ như vậy. Khi một người đạt được, lẽ ra tất cả mọi người cũng được. Khi một người tu tập, lẽ ra tất cả mọi người đều diệt được khổ. Vì sao vậy? Vì phiền não là như nhau. Nhưng nay không được như vậy, nên biết rằng không có chánh đạo. Hoặc có người lại suy xét rằng thánh nhân đều có những pháp đồng với phàm phu, như là ăn uống, đi đứng, nằm ngồi, ngủ nghỉ, vui cười, đói khát, lạnh nóng, lo sầu, sợ sệt. Nếu đồng với phàm phu những việc như vậy thì nên biết rằng thánh nhân không đạt được thánh đạo. Nếu đạt được thánh đạo, lẽ ra phải vĩnh viễn dứt hẳn những việc như vậy. Những việc như vậy nếu không dứt trừ thì nên biết rằng không có thánh đạo. Hoặc có người lại suy xét rằng thánh nhân có thân, hưởng thụ năm món dục lạc, lại cũng nhục mạ đánh đập người khác, cũng ganh ghét đố kỵ kiêu mạn, thọ nhận mọi sự khổ vui tạo tác các nghiệp thiện ác. Vì nhân duyên ấy nên biết rằng không có thánh nhân. Nếu là người có đạo, lẽ ra phải mãi mãi dứt hẳn những việc ấy. Những việc ấy không dứt trừ nên biết rằng không có thánh đạo. Hoặc có người lại suy xét rằng người giàu lòng thương xót thì gọi là thánh nhân. Do nhân duyên gì gọi là thánh nhân? Do nhân duyên là thánh đạo nên gọi là thánh nhân. Nếu tánh của thánh đạo là thương xót, lẽ ra phải thương xót, nhớ nghĩ đến tất cả chúng sanh, chẳng đợi tu tập rồi mới có được sự thương xót ấy. Nếu là không có lòng thương xót, vì sao thánh nhân? Do nơi việc đạt được thánh đạo rồi mới có lòng thương xót. Vì thế nên biết rằng thế gian không có thánh nhân. Hoặc có người lại suy xét rằng tất cả bốn đại không do nhân mà sanh ra, chúng sanh đều có đủ như nhau. Tánh của bốn đại ấy không phân biệt chúng sanh, bên này nên tới, bên kia chẳng nên tới. Nếu có thánh đạo, lẽ ra cũng phải có thánh, không phải có tánh không phân biệt như vậy. Nhưng này không phải thế, vì có kẻ được người không. Vì thế nên biết rằng trong thế gian không có thánh nhân. Hoặc có người lại suy xét rằng nếu như các bậc thánh nhân chỉ có chung một niết bàn, nên biết như vậy ắt là không có thánh nhân. Vì sao vậy? Vì niết bàn ấy không thể đạt được. Theo lý là pháp thường trụ là không thể đạt được, không thể nắm bắt, không thể buông bỏ. Nếu các bậc thánh nhân có nhiều niết bàn thì đó là vô thường. Vì sao vậy? Vì là pháp có thể tính đếm. Nếu niết bàn là một thì khi một người đạt được, lẽ ra hết thảy mọi người đều đạt được. Nếu niết bàn là nhiều, ắt có ranh giới phân biệt. Nếu có ranh giới, làm sao gọi là thường? Nếu như nói rằng thể của niết bàn là một nhưng giải thoát là nhiều, cũng như đầu người là một nhưng răng lưỡi là nhiều, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Chỗ đạt được của mỗi người không phải chỗ đạt được của tất cả mọi người. Vì có ranh giới phân biệt nên lẽ ra là vô thường. Nếu là vô thường sao có thể gọi là niết bàn? Nếu không có niết bàn thì ai là thánh nhân? Vì thế nên biết rằng không có thánh nhân. Hoặc có người lại suy xét rằng đạo của thánh nhân không phải do nhân duyên mà đạt được. Nếu đạo của thánh nhân không phải do nhân duyên đạt được, vì sao tất cả mọi người không làm thánh nhân? Nếu tất cả mọi người không phải thánh nhân thì nên biết rằng không có thánh nhân cũng như thánh đạo. Hoặc có người lại suy xét rằng thánh nhân dạy rằng sự thấy biết chân chánh có hai nhân duyên,
Một là được nghe chánh pháp từ người khác, hai là tự trong lòng mình suy xét biết được hai nhân duyên này, nếu là do duyên khác sanh ra thì duyên khác ấy cũng lại do duyên khác nữa sanh ra, cứ xoay vần tiếp nối mãi như thế không bao giờ dứt. Nhưng nếu hai nhân duyên thấy biết chân chánh ấy không phải do duyên sanh ra thì tại sao tất cả chúng sanh lại không tự nhiên đạt được sự thấy biết chân chánh? Trong khi quan sát những điều như trên thì người ta có thể dứt mất căn lành. Hiện nam tử, nếu chúng sanh nào thấy biết sâu xa những lý không nhân quả theo cách như vậy thì người ấy có thể dứt mất năm căn lành như tín căn, tinh tấn căn, vân vân. Thiện nam tử, những kẻ dứt mất căn lành không phải là hạng người hèn hạ thấp kém ngu độn, cũng không phải hàng chư thiên cõi trời hay những chúng sanh trong ba đường ác, những kẻ phá hoại tăng đoàn cũng vậy. Bồ Tát Ca Diếp thừa hỏi: Bạch Thế Tôn, những người như vậy đến khi nào sẽ có thể sanh trở lại căn lành? Phật dạy: Thiện nam tử, những người ấy có hai thời điểm có thể sanh trở lại căn lành, một là khi vừa mới vào địa ngục, hai là khi ra khỏi địa ngục. Thiện nam tử, pháp lành có ba loại: quá khứ, hiện tại và vị lai. Nếu là quá khứ thì tánh tự diệt mất, nguyên nhân tuy diệt mất nhưng quả báo chưa chín muồi, vì thế nên không gọi là dứt mất quả của quá khứ. Chỉ người dứt hết cả nhân lành trong quá khứ, hiện tại và vị lai mới gọi là dứt mất căn lành. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, nếu dứt hết cả nhân lành trong ba đời gọi là dứt mất căn lành, thì người dứt căn lành tất nhiên có tánh Phật. Tánh Phật như vậy là quá khứ, là hiện tại, là vị lai hay là khắp trong ba đời? Nếu tánh Phật là quá khứ, làm sao gọi là thường? Tánh Phật là thường nên biết là không phải quá khứ. Nếu tánh Phật là vị lai, làm sao gọi là thường? Vì sao Phật nói rằng tất cả chúng sanh nhất định sẽ đạt được tánh Phật? Nếu nhất định sẽ đạt được, sao lại nói là có thể dứt mất? Nếu tánh Phật là hiện tại, làm sao lại gọi là thường? Vì sao Phật nói rằng nhất định có thể thấy được? Như Lai cũng dạy rằng tánh Phật có 6 đức: thường tồn, chân chánh, đúng thật, hiền thiện, thanh tịnh và có thể thấy. Nếu những kẻ dứt mất căn lành mà có tánh Phật, ai không thể gọi là dứt mất căn lành. Còn nếu họ không có tánh Phật, vì sao nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật? Nếu nói rằng tánh Phật lại khi có khi mất, thì tại sao Như Lai nói rằng tánh Phật là thường? Phật dạy: Thiện nam tử, Như Lai Thế Tôn vì chúng sanh nên dùng đến 4 phương thức trả lời. Một là trả lời bằng cách xác định chắc chắn gọi là định đáp, hai là trả lời bằng cách phân biệt giải thích gọi là phân biệt đáp, ba là trả lời thích hợp tùy theo câu hỏi gọi là